khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn như phật đã dạy nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập không vô tướng vô nguyện hư không vô sở hữu vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh trơn như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, vô tạo tác, huyễn, mộng, tiếng vang, ảnh tượng, bóng sáng, bóng nắng, việc biến hóa, ảo thành, để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy là hành sắc trang hành thọ tưởng hành thức chăng, bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy, hành nhãn xứ chăng, hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chăng, bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy, hành sắc xứ chăng, hành thanh hương vị xúc pháp xứ chăng. Bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy, hành nhãn giới chăng, hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chăng, bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành sắc giới chăng hành thanh hương vị xúc phép giới chăng bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành nhãn thức giới chăng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chăng bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành nhãn xúc chăng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy, hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng? Hành các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành địa giới chăng? Hành thủy hỏa phong không thức giới chăng? Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy hành vô minh chăng? Hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chăng? bạch thế tôn có phải đại bồ tát ấy hành bố thí ba la mật đa chăng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chăng Bạch Thế Tôn có phải Đại Bồ Tát ấy, hành Pháp không nội trăng, hành Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh trăng.